Trước đó vào sáng ngày 14 tháng 9, thì Cường và Nguyễn Hiếu Nghĩa bắt cóc cô gái khi cô này vừa xuống xe buýt tại đường Nguyễn Văn Thoại, thành phố Châu Đốc, An Giang. Cô gái bị đưa lên chiếc ô tô 7 chỗ do Bùi Lê Tuấn Duy, sinh năm 1998, ngụ tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang làm tài xế. Thấy sự việc diễn ra bất thường thì một số người đã trình báo cho cơ quan công an. Khi ô tô của Cường chạy đến ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang đã chặn xe giải cứu an toàn cho cô gái trẻ. Hai thanh niên là Cường và Nghĩa bị đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Cường khai là từng có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi ngụ cùng huyện, nhưng bị gia đình người này ngăn cấm. Gần đây thì Cường nghe thông tin người yêu sẽ lấy chồng, nên nảy sinh ý định bắt cóc và đưa ra huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang chung sống. Cường gọi điện thoại cho Nghĩa thuê ô tô để thực hiện vụ bắt cóc.